đây là một chàng trai còn khá trẻ. Anh từng lọt vào danh sách top 30 người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật của châu Á. Khi mà em vào đại học thì một tuần đầu tiên là ba mất. Thì mình mới nghĩ ban đầu là hay là mình về Đà Nẵng rồi mình lấy một cái công việc gì đó lao động để mình giúp mẹ. Có những lúc nào mà mình bất ổn nhất không? Có rất nhiều lúc mình nghĩ là lần này thì chắc là tiêu đời rồi. Mình có tổng cộng mình có 6 quả banh. Thì cuộc sống như là làm sao mình tung hứng những quả banh đó một cách hiệu quả nhất. Quả banh như thế nào là cao su, quả banh thế nào là thủy tinh? Có một số quả banh lúc đầu em nghĩ là cao su, nhưng bây giờ em nghĩ là thủy tinh. Thì lúc trước độc thân làm việc thì chỉ có biến số của mình thôi. Bây giờ có thêm một biến số nữa thì đương nhiên cái decision, cái quyết định của mình nó sẽ phức tạp hơn. Phó tổng giám đốc và là thành viên hội đồng quản trị của Tiki.